ចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ config នៅ network ដោយប្រើប្រាស់នៅដែននៃ module theme protocol ចុងខ្ញុំនឹងធ្វើការ config ចំនួន 5 protocol គឺ OIP version 2 EIG EIGRP ហើយនិង OSPF ចឹងកុំអោយខាតពេលខ្ញុំនឹងធ្វើការ config នៅ OIP ទាំងអស់ ចឹងយើងចូលទៅកាន់ package transfer Hai ní cứ chia topology khi bạn đi sang rồi hai hai network khi nhóm cậu bạn cầm nó tuổi đại hai xong ra port thì mua khi nhóm bạn đã ban là sang nở IP address ở vị rồi hai chân nhóm trong pin vì còn tờ năng đảm bên network phần năng một căn công ty này là mình vượt vượt phần đi nhóm pin ở tờ căn công tờ năng đảm bên IP mà rồi cao phí cho rồi không phải chơi bốn chơi pì pin mở mà rồi cao phí chụp mà rồi không với chụp 4 chụp pin rồi xa tại dân ở toàn config nào ra thiên chân với reply một đáp bình tái biết thế host and readable chân mình đây thêm packet đẹp nhau một nâng với ở toàn tập đó hot nít tề chân dân đừng thua ca config đảm bảo network discord như bán đẹp rộp ra nợ đây với protocol OIP chân đảm bảo config dân cho thật cánh đồng bốn dân config tàu rơ rao tơ mùi ni đòi xa tại dân bán đòi xa tại IP dân bán đã rồi hai chân nhân viên việt thá ờ viên việt thá rao OIP bằng toa móc viên bằng chỗ nở network xem xét là dân bán cho một cánh rao tờ chân network tầng ốc mình chung nguồn 4 cứ rồi cao phí chụp rồi hồng với chụp mối chụp sồn này vợ mùi tiết cứ rồi cao phí chụp rồi hồng với chụp phí chụp sồn mùi tiết cứ chụp bấy chụp sồn hai nặng mùi tiết cứ chụp nằm phí chụp sồn no auto summary ok chân của nông dân ban config n oip rồi hai dân châu từ mơ tầng ốc nếu đại biểu biệt hát so ip protocol chân dân ban khơi nháy ở network tầng bởi cứ nở đôi ra chim nắng ở dân châu từ config n router pi tiết ở router mới nhất được được thân nhiệt tại đài tế dân quy bằng châu nội network bay sen trên móc ở network tìm mối cứ bỏ cho biết trên rồi không với chụp bốn chụp sồn mối tiếc cứ chụp bấy chụp sồn hai là mối tiếc cứ chụp ram chụp sồn no auto summary dân cho tờ chạy mơ viết đòi về trả so IP protocol chân dân khơi hai IP đang bay nắng cứ nợ nóng rao trên table chân dân cho tờ config nào rao tờ mùi tiệt config terminal rao out IP network viết cứ nhìn bấy cứ mà rồi cao phí chạy mà rồi không bấy chạy 4 chạy sồn mùi tiết cứ chạy của mùi chạy sồn hay là mùi tiết cứ chạy nặng phí chạy sồn no auto samurai dân cho tờ chạy mơ vía là bài việc khác so IP protocol chân dân khởi hai network tặng bài nhắn cứ thật nộp nông rào trên table chân dân cho tờ mới đòi bài việc khác so IP rào chân dân khơi hai tha network bỏ dân nó cứ ban config chia dynamic rồi hai ở lỡ chân ở lỡ dân thua cá pin công tơ nó tặng off nia nhóm chân pin vì công tơ ní đại miên
bậc thầy này mặc cùng tên này chân dương phí mà rồi cao phí chân rồi không phải chụp bốn chụp bì dương khơi hát tha vi rịp khai mọc hơi ọt đòi ọt nhìn cho đòi ọt nhìn cho việc thà hót anh đi ọt bồn đôi môn chế đòi xa ta bị muốn dương ở toàn ban khẩn phích ở lâu dương ban khẩn phích vi rụi hái ở chấm ca khẩn phích chỉ đại nhà mày ra thương đòi ra press OIP protocol năng cư mình ta còn năng tế xông ọt còn bình to vì dương ban khẩn phích OIP version 1 rụi hái bình to mất nhưng mình thua ca khẩn phích OIP version 2 một đòn tờ lớn này bước đại mình topo đồ chi tờ tái hai này bước viết cư tờ đài trong những chỗ ta cần phải tặng ọc này mốt dùng quay việc thác số IP protocol cứ vì ập toán nhìn tế đòi xa tại khi mà toàn bán khẩn phải chân là dùng chỗ ta cần phải tặng ọc này đòi prao prao phải chạy vị trí topo đồ chi IP version 2 trong dùng quay việc thác IP Vitara IP mình tạo mốc version 2 mình tạo mốc dương về bình chỗ nào network đài dương bán cho các căn công trực tờ nó cứ mở rồi cao phí chụp mở rồi hông bấy chụp mỗi chụp sồn network mùi tiết cứ chụp phí chụp sồn mùi tiết cứ chụp bấy chụp sồn hai nâng mùi tiết cứ chụp rằm phá chụp sồn nó ô tô xăm rồi chân dân cho tờ check IP tầng ọc như đời về bệ thác số IP protocol chân dân khởi hãy thay network tầng 4 năng cứ thật nó không rào chinh theo bộ rộp bỏ dường chân dân cho tờ ní cư ở dân bán config rụt hóa dân lâu dân cho tờ config rào tờ mùi tiệt bài bệ thác Rao IP version 2 network viết cứ mình bậy cứ mà rồi cao phí chân mà rồi không bấy chọc bấy chọc sồn mình tiết cứ mà rồi cao phí chân bấy chọc bốn chọc sồn mình tiết cứ chọc prám chọc sồn nó ô tô xăm rồi dân cho tôi check với đòi viên dân chức việc khá số IP protocol chân dân khởi hãy network tầng bấy cứ thân được nông ra trên chat bồn lỡ dân mang config router năng mùi hãy lỡ dân cho tôi config router mùi tiệt quay tờ tái cứ route IP version 2 network viết cư miền bày được nghĩa cứ mở cao phí chân rồi không phải chạy rám chạy sồn mình tiết cứ chạy cùng mũi chạy sồn hai nhà mình tiết cứ chạy phá chạy sồn nó ô tô xăm rầy rồi em cho tờ check IP rồi bỏ với đời viết và thả sau IP protocol chân nhân khởi hai network tặng bày nhắn cứ thành lập nông ra trên table và lâu dân cho tôi mới đòi bài phía thác số IP router chẳng này nhắn dân khơi hỏi thác ở network tiền ổn nắng cứ thật nó không ra trên table rồi bỏ router đi mình này thác network tiền ổn nắng cứ ách nha ách cách xá ở khi này tôi quên tôi mọc bàn chẳng mình này thác dân bàn config network đi đòi bà bà nợ protocol IP version 2 rồi hỏi chẳng là lâu dân phim tiền ổn nế nhóm pin bị cồn tờ ní một căn cồn tờ ní tôi dân thơ kèm pin ôm rồi cao phí chạy mà rồi không phải chạy bốn chạy bì chẳng là lỡ cồn tờ ní cứ miên tầm nhạc tầm nổ chỉ mỗi cồn tờ ní hai hai cồn tờ chẳng ổn được nông nghệ vực ní cứ ban score như rồi hỏi chẳng cá khẳng phích nữ IP version 2 nó cứ mình tập năng tế xong một con mình tập bị config IP version 2 rồi ha rồi giờ mình vừa cái config EIG mà đòn topology với tờ đại tế nè với cái tờ đại đó rồi giờ mình vừa cái config cho router mình đi mất C
see a line. So I pay protocol. Khi nãy nhớ ở toàn bàn khẩn phịch tế chẳng cư vì ở toàn bàn lột mọc tế. Ở lâu dân thua các khẩn phịch đang ọc nế. Ở ngoài biệt thá. Rau EIG 10. Network với cư tự đại tế. Mình bốn cứ rồi cao phí. Chúng là không phải chụp môi chạy xôn. Mình cứ chạy phí chạy xôn. Hai lần chạy bốn chạy xôn. Hai lần mới tiết cứ chừng phở chạy xôn. No auto samurai. Anh cho tầm mơ IP rồi bỏ với cứ số IP protocol. Chúng dân khởi hai thêm network tầng 4 nó cứ thành ở trong routing table. Ở đó dân bán thật ca khẩn phạch router 1 nhân 2. Ở đó dân thật ca khẩn phạch router 1 tiệt. Route EIG 10. Network viết cứ miền 7. Cứ rồi cao phí chụch mà rồi hông bấy. Chụch bấy chụch sồn. Mình chết cứ chụch 4 chụch sồn. Hai mình chết cứ chụch 5 chụch sồn. No auto samurai. Cho tàu check my IP được bỏ phía số IP protocol. Nhưng khởi hai thang này vượt chẳng bởi nhắn cứ thay nặng nông ra trên chạy bộ. Là dùng mang thật càng khẩn phịch hay dùng khẩn phịch nếu router mùi tiệt. Đại tế cứ ráo EIG 10. Network viết cứ mồi cao phí chụt mồi hồng bấy chụt bụ chụt prám chụt sồn. Hai network mùi tiết cứ chụt bụ mũi chụt sồn. Mùi tiết cứ chụt bớ chụt sồn. No auto samurai. Chẳng nhầm bày về thác số IP rào. Chẳng dân khởi hai thay network. Tầng ọc nắm cư việc bán. Ừ tầng nạ tầng nộng khả hai. Hai công tơ tầng ọc nế có ai. Công tơ tầng ọc nắm có ai chạy tôn khả bàn đài chẳng. Vì tự ổn nắng xung chọc tại bình nâng. Bình toa bì dân bán config EIG rụi hai là dân nửng phương kháng config EIG OP mật đòn. Hai ở nế cư chìa topology từ đại tế router viết có từ đại hai nằm không từ viết có từ đại đại ở lòng nắng khi mình thuê ca còn bệnh nào router tặng bệnh nằm cho router ni môn móc vì việc thế route EIG OP 10 hai viết bệnh cho nó network đại dương ban chụp một căn router nằm móc. Lỡ dân mang config router nâng đuổi 2, lỡ dân config router 1 tiền. Lỡ dân nâng thua cá config nâu router 1 tiền. Network viết cứ miền bay được nìa. No auto samurai. Ở dân nằm cho tổng mơ IP được bỏ viết đại viết việc hát số IP rào. Chẳng dân ban config rào. Bạn khẩn bị rụt hai chân mình này thay network tiền ổn nắng cứ thân ở nông topology nút. Cứ ní cứ việc bạn score như hai chân bị tổ nắng xôn chọc tại bệnh nặng. Chà mình tốt bị khẩn bị nở EIG OP rụt hai dân nâng thua các khẩn bị nở OSPI mặt đòn. Ờ hai
Rụt ní cư viết đôi ta rụt môn đại tế hơi rào tớ cư đôi tật nghe tế tập bộ lụ chi ấy đôi nghe tầng ọ lỡ dân nâng thua cá khẩn phích nờ ở rào tớ mùi nì cho tớ xì ở lãi khẩn phích terminal vậy tha rào OSPF ở bên tòa móc dương cầm nó nó process ID được bỏ về tớ nhưng đặt than lệnh mùi bên tòa móc dương vi bên chỗ nờ network tặng bốn đại dương ban cho tất cả router nâng móc cứ mà rồi cao phí chạy mà rồi hồng với chạy mũi chích sồn hai sạm nền mạng của bảo vệ cứ pi pram pram chích pi pram pram chích pi pram pram chích sồn area ở đời xa nở nông OSPI nâng ở cứ việc tiêm tiền nở area bọn ta đời xa ta network ở rục bọc nhóm nâng nhóm bán khẩn bị nở nông area ta mũi tê chấn dân đặt area sâu tớ thông tơ một chết cứ chạch pí chạch sồn hai area viết cư tờ đài tế nạt vợ mùi tiết cứ chạch bấy chạch sồn sạm nạt và hai area là bó viết cư tờ đài đôi kìa hai nạt vợ mùi tiết cứ chạch phạm pí chạch sồn ở dân ban config router mùi năng rụi hai ở lần ní dân nâng cho tớ config n router mùi tiệm người tha config terminal route OSPF mùi hay vì mình cho nó nghe qua càng bay được bao nhiêu mốt cứ rồi cao phí chụp mà rồi hồng bấy chụp bấy chụp sồn sạch này mà biết cứ pi phần trăm chụp pi phần trăm chụp pi phần trăm chụp sồn hay area được bao nhiêu cứ đôi tật như thế này vợ mới chết cứ chụp bốn chụp sồn sẵn này mà hay area đôi chụp nghe thế hay này vòng mình cứ chụp chụp pram chụp sồn rồi dân bán khẩn phịch mùi router mùi nhân rồi hát dân khẩn phịch router mùi tiền router OSPF định mùi móc hai viên mình cho nó network 7 mình 7 năng ạ chọc pram chọc xôn sạm nẹt ma tờ đài thế hay area viết có tờ đài đài nè vợ một tiết cứ chụp cả muối chụp sồn hai nhạt vợ một tiết cứ chụp bá chụp sồn bình thường mà quay về thả em lỡ dân mang thua ca không phải đuổi hai chân dân mình thua ca tại tầng ọc nì chân nhầm dục ở dục xá vì ní một đạn nâu công tơ ní một chọc mùi công tơ ní chẳng vì bạn vừa biết hai sạch sẽ phù hợp chẳng khi vô xa vì công tơ ní một đặt công tơ ní mùi tiệt chẳng vì sạch sẽ phù được nìa ok chẳng sử dụng mốt ca khẩn phí nờ đại nhà mươi protocol tàng phám khi ông bạn thua rủi đổi hết chẳng xông ở cùng.